Hành trình gian nan của bé chó để được làm bạn với hoàng thượng. Cùng chiêm ngưỡng thành quả gian nan của bé chó hướng ngoại muốn được làm bạn với hoàng thượng hướng nội nha. Hồi đầu khi mới chào hỏi làm quen mà thấy bị khè là thấy Sukana rồi. Nhưng mà vẫn nhất quyết không từ bỏ nha, bám theo từ sáng tới tối với gương mặt đáng thương, hết ngửi ngửi rồi tới mang đồ chơi ra để ăn hối lộ. Dần dần vì quá mệt mỏi với cái tên nhây chúa này nên thôi hoàng thượng cũng mặc kệ, thà làm bạn với đứa nhây còn hơn là làm kẻ thù để rồi bị làm phiền suốt. Cuối cùng thì bé Cuốn cũng đã thành công kết bạn được với hắn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.